Xin chào tất cả các bạn và Kem Store quay trở lại với một video mới. Chúc mừng năm mới nha anh em. Trong 3 tuần qua thì đã có vô số những mẫu signature cũng như các dòng giày mới của các hãng được cho ra mắt. Kèm theo đó là rất nhiều những phối màu có ý nghĩa. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không đến với Kem News số 11 nào. Và chuyên mục thứ nhất như mọi khi, điểm qua. Kỳ All Star đang đến gần. Đây gần như là một sự kiện bóng rổ lớn nhất trong năm. Kèm theo đó là vô số những phối màu All Star đẹp mắt từ các hãng thể thao. Mở bát đầu tiên sẽ là Air Jordan khi thế hệ 33 vừa công bố phối màu này. Đây là một phối màu trung tính cao khi mà cả hai miền đều có những vận động viên thuộc nhà Jordan mang phối màu này. Bọc bên ngoài một lớp da bạc bóng, một vài chi tiết xanh blue cùng đế IC. Tổng quan thì đôi giày này có vẻ ngoài rất tương lai. Tiếp tục là một phối màu đáng cóp nữa của 33. Bỏ qua kỳ All Star thì lâu lắm rồi chúng ta mới có một phối màu mới của Kobe AD Exodus. Và lần này sẽ là Chaos giống Why Not Zero. Mình thực sự không hiểu ý nghĩa của phối màu này lắm khi Nike và Jordan đều cho ra mắt nó. Khi tìm hiểu sâu hơn thì mình mới rõ Kobe 6 cũng đã từng có phối màu này rồi và Exodus sẽ lấy ý tưởng từ chính nó. Upper màu đen đi cùng đế trắng nổi bật hơn cả sẽ là phần dây neon. Hy vọng nó sẽ phát sáng. Hiện tại phối màu này đã có mặt tại Kem Store, hãy inbox để mua hàng nhá. Dòng Kyrie Flytrap 2 sau khi ra mắt phối màu đầu tiên đã có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Điều này cũng hợp lý vì như chúng mình vừa trải nghiệm thì nó thực sự rất tốt trong tầm tiền. Ba phối màu mới nhất sẽ sớm được bán ra. Đầu tiên sẽ là Bread, sau đó sẽ là hai phối màu Basic, Upgrade và Black IC. Với giá retail bèo bọt 80 đô thì đây là một khoản đầu tư đáng tiền với các bạn trẻ Việt Nam. Bộ đế bền bỉ, bộ đệm ổn định và phần upper hoàn toàn bảo vệ bàn chân bạn ở mức tốt. Vì vậy mà ngại gì không mua một em nhỉ? Video performance test sẽ có mặt ngay trong tuần sau. Tiếp theo sẽ là một đôi giày nhận được không ít sự quan tâm của fan Golden State nói chung cũng như Steph Curry nói riêng. Under Armour Curry 6 sẽ có phối màu mới, Heart of the City. Một phối màu đỏ chót cũng đúng vì là Heart mà. Curry 6 dự đoán sẽ là đôi giày có performance tốt vì bộ đệm SOVR đã được sử dụng. Đây là một dạng đệm nhẹ nên Curry 6 sẽ nhẹ hơn 5 phiên bản trước rất nhiều. Chất liệu cũng được thay đổi đúng nghĩa. Nếu bạn muốn trải nghiệm những công nghệ mới nhất của UA thì hãy inbox ngay Kem Store nhé. Và đó là tin tức cuối cùng của điểm qua. Điểm tin sẽ bắt đầu ngay sau đây. Tin tức đầu tiên sẽ là một tin hot trên toàn thế giới. Tuy nhiên các bạn trẻ Việt Nam có vẻ không quan tâm lắm thì phải. Đó là Jordan Brand chính thức cho ra mắt một dòng giày mới sử dụng React là bộ đệm chính. Đó là Jordan Apex Utility. Đây là một bước chuyển mình khá lớn của Jordan khi cuối cùng họ đã chịu đưa một bộ đệm mới lên dòng giày của mình. Riêng Jordan Apex có vẻ ngoài khá quái dị khi được bọc bởi hai lớp upper. Ngày release sẽ sớm được công bố, các bạn hãy đón chờ Kem News để cập nhật nhé. Bên cạnh đó, hãng thể thao Jumpman cũng đã cho ra mắt mẫu signature thứ hai dành cho siêu sao của OKC, Russell Westbrook. Đây là một đôi giày cực kỳ táo bạo và nhận được rất nhiều lời khen. Upper của Why Not Zero 2 được chia làm 3 mảng chất liệu khác nhau. Điều này giúp chúng ta dễ dàng có những phối màu độc đáo trong tương lai. Tem giày được chuyển xuống và kết hợp cùng Zoom Air ở gót chân. Bộ traction này có vẻ ngoài khá cứng cáp và hứa hẹn một hiệu năng cực beast. Các bạn hãy vào trang Facebook của Kem Store để cập nhật mức giá của Why Not Zero 2 nhé. Tiếp tục với cậu bạn thân hiện nay ở OKC của Russ. Với Paul George thì anh cũng đã được Nike thửa riêng cho phiên bản tiếp theo. PG3 được sản xuất để nhằm phục vụ cho phần còn lại của mùa giải năm nay. Phối màu đầu tiên sẽ được lấy cảm hứng từ trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA. PG3 về cơ bản là một bản nâng cấp của PG2. Phần upper được cắt giảm và nâng cấp chất liệu cao cấp. Bộ đệm vẫn vậy nhưng phần phylon được ép chắc chắn hơn. Tất cả vì một mục đích, PG3 sẽ nhẹ hơn PG2 rất nhiều. Phối màu NASA dự đoán sẽ bị hai rất nhiều. Mua được thì mua ngay nha các bạn. Bên cạnh All Star thì có một sự kiện không kém phần nổi tiếng ở Mỹ, Black History Month. Mình luôn háo hức trong thời gian này để chiêm ngưỡng những phối màu cực kỳ ý nghĩa của Nike. Nổi bật hơn cả trong bộ sưu tập của hãng này là Why Not Zero 2, Jordan 2, Kyrie 5, LeBron 16, KD 11 và PG3. Khá kỳ lạ là mình không thấy Kobe AD Exodus. Tổng quan thì concept năm nay khá trung tính, sử dụng các màu tối giản là trắng và đen để làm tổng thể. Cá nhân mình thực sự rất yêu thích bộ sưu tập của năm nay, còn các bạn thì sao? Năm mới cũng cận kề rồi, có vẻ như Nike cũng khá vất vả để cho ra mắt một bộ sưu tập nữa. Các phối màu thuộc pack CNI này sẽ kỷ niệm năm mới cho các nước sử dụng lịch mặt trăng. Với Nike chúng ta có Kyrie 5, Jordan 33 hay Jordan 12. Sử dụng nền đen và các màu đặc trưng của năm mới trên thân giày. Đương nhiên từng phiên bản sẽ đều có hộp đặc biệt. Mua một đôi về chơi Tết là chuẩn bài rồi đó các bạn. Không chịu kém cạnh Nike thì đương nhiên Adidas sẽ không bỏ qua sự kiện này. Khi họ có rất nhiều siêu sao nổi tiếng tại Trung Quốc như Harden, Lillard và đặc biệt là D-Row. Đêm 5 và Row 9 sẽ có chung một concept. Upper đen logo Adidas màu đỏ đi cùng phần midsole đặc biệt. Riêng Harden Vol 3 sẽ có concept riêng với họa tiết màu gold đặc trưng của các nước châu Á. Đúng là giày của MVP mà. Để mà đánh giá thì mình thích pack của Adidas hơn là Nike. Cuối cùng sẽ là tin tức mà nhận được gần như mọi sự quan tâm của các bạn trẻ. Nike chính thức đưa công nghệ thắt dây tự động lên một đôi giày bóng rổ. Được quảng bá bởi hàng loạt các vận động viên trẻ của NBA, Nike Adapt BB. Điều đặc biệt nhất về công nghệ này là nó có thể kết nối với điện thoại thông qua một ứng dụng được cung cấp bởi Nike. Chất liệu sẽ được phủ kín Flyknit. Bộ đệm vẫn được giữ kín và giá retail được niêm yết một con số trên trời 350 đô. Chắc chắn mình sẽ có một em để làm video cho anh em, yên tâm nha. Cuối cùng sẽ là chuyên mục bên lề. Nếu bạn theo dõi buổi phỏng vấn đầu mùa giải năm nay, sẽ thấy Irving đi một đôi giày cực kỳ lạ mắt. Ban đầu mình còn tưởng là Nike sẽ cho ra mắt Kyrie Running. Nhưng cuối cùng không phải, đây là một bản collab với Nike Zoom VaporX, một đôi giày tennis. Bản collab này sẽ dành cho tay vợt Nick Kyrgios nổi tiếng. Vài ngày sau khi công bố collab, Irving cũng đã mang một phiên bản PE. Hot Lava sẽ được lấy cảm hứng từ chính đôi VaporX kia.
Lại nhắc về Kyrie thì XKS đang cháy hàng trên toàn thế giới. Giá của nó đã chạm mức 300 đô. Siêu sao của Celtic là một fan làm các fan hâm mộ của mình điên cuồng khi vừa qua. Khi anh lên sân với một phối màu mới, collab với Concept. So với phối màu cũ thì lần này đã sặc sỡ hơn rất nhiều. Chúng ta hy vọng đây sẽ là một phiên bản được release, chứ không đơn giản là một bản PE dành riêng cho Irving. Nếu thật vậy thì quả thật Irving được đầu tư từ Nike quá. Nhắc tới collab thì sắp tới Travis Scott sẽ có bước đi tiếp theo với Jordan Brand. Tuy nhiên không còn là cái phiên bản Jordan Retro nữa, mà là phiên bản mới nhất, tân tiến nhất, Jordan 33. Sử dụng màu xanh hải quân làm concept chính, logo Cactus Jack sẽ được đặt lên lưỡi gà rất lớn. Mình vẫn đang chờ ngày chính Travis mang nó. Câu hỏi đặt ra là với phiên bản này nó vẫn tiếp tục sẽ bị hai chứ? Off-White và Nike có vẻ vẫn chưa buông tha cho Air Force One. Khi vừa qua, cái nhà báo đã chụp được một bức ảnh Virgil mang một phiên bản blue trên chân. Về cơ bản thì thiết kế không khác biệt lắm so với hai đôi trước. Đơn giản, thay vì trắng hay neon thì lần này xanh blue sẽ trải khắp đôi giày mà thôi. Cứ thế này thì nhàm quá, không có chút sáng tạo nào cả. Đó là tin tức cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Ăn Tết vui vẻ nha các bạn. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và subscribe ngay cho channel của Kem nhé. Xin chào, và đây là Kem Store.